ăn chưa? Mình biết số 1. Cái gì? Không biết nữa. Không, chị chỉ bảo qua. Không kịp hay nó. Không, không, không. Không, không, không. Trai nó mà xỉn lên nó vui lắm. Rồi, tất nhiên là mọi người ngủ. Để nó xịt cái ông nha, để xịt nó vui lắm. Chắc nó nghiệm lắm. Để nó còn nghiệm. Món này món siêu ngon này. Mấy hộp, mấy hộp. Còn 3 hộp nó mang tới. Hello. Nghe chưa? 7-2-1 đầu hiện nó có. Chấm không vậy? Sai cho mày luôn. Chẳng thấy mẹ à. Đi đâu? Đi đâu? Đi ca đâu? Mẹ vậy? Sai viên tay luôn. Rồi ăn không yên nữa trời. Đây là đang chuyển nó chị xem luôn đi chị. Chị cảm ơn. Chị sẽ ông sáng một cái. Em cho chị cái. Đăng em cho chị cái ly. Đã. Dạ, đại diện đó. Đồ của anh nè.
hả? Em đi về đón con. Kỳ lắm. Về đón con hả? Em mới chỉ có hai đứa con. Hôm nay tự dưng là vui quá cho nên là đến một hồi là chưa tuyên bố xin phép gì hết trơn, mọi người say hết. Ai say rồi? Haku chưa say. Tỉnh rồi, không biết gì hết đó, không biết gì hết đó. Chưa say luôn á. Mình thấy mọi người có tỉnh táo lắm. Mọi người nói hôm nay anh đi nên là trời mưa. Mà người ta đâu có biết là cái... Đúng cái đi. Cái lo mà nó mới có cái đường vui ra nó xì đó. Ý là nếu như mà người ta mà không có ở trong cái buổi như này thì người ta không biết vì sao mình lại mặt đỏ như thế này. Đúng không? Người ta không biết là vì sao mà tự dưng mình lại á uống những cái thứ say xỉn như thế, bởi vì là đây là một buổi nhậu với toàn bộ anh em truyền thông báo chí rất là vui và beo beo lên hát em chị chuẩn bị sẵn bát nhạc cho em rồi này. Và cái buổi này á, ngoài Quỳnh Anh ra thì tất cả mọi người say hết rồi. Đừng có nói thế này. Mọi người say hết chưa ạ? Tiếp cho mỗi người một lon đồng chỉ nghe gì béo. Dòng mới rồi. Đôn đảo lắm. Cái gì chứ mà chút xây là đôn đảo lắm. Ok. Thật ra là ngày hôm nay là một cái ngày mà phải nói rằng là quý nghĩ rằng là lâu lắm rồi mới có một cái buổi như này cùng với cả mọi người đúng không ạ? Đúng không? Hả? Hôm trước ở Chợ Gạo đúng không? Hôm trước lần cuối cùng là mình ở Chợ Gạo rồi, coi như là mình quên lối về luôn. Nhưng mà mỗi một lần gặp các anh chị em báo chí mà không say thì phí. Bởi vì rằng là một năm gặp được có 1-2 lần là mọi người bận dữ lắm, còn người đâu có nhận lời mình để đi nhận nhậu ngoài đâu. Cho nên là đã gặp nhau là phải tranh thủ ghi lại kỷ niệm. Nên hôm nay mọi người á, ai mà không say thì không được đi về. Đừng có ai như em Trang Đào. Rồi, chết rồi. Đừng có ai như là chị Quỳnh Nguyễn đó phải đi về đón con này, ba chồng vào này. Rồi đừng có ai như Trang Đào lén lút tính đi về trước, may là mình phát hiện ra. Chị Tám đã về làm livestream. Chị Tám về làm livestream nhưng mà hôm nay em xin phép là livestream dừng. Nó offline đi. Đúng không? Thứ nhất là ngày hôm nay là rất là cảm ơn mọi người trong thời gian vừa rồi đã rất là ủng hộ này, đồng hành cùng với Quỳnh Anh trong rất là nhiều những cái dự án. Và phải nói rằng là rất là muốn để tổ chức thật nhiều những cái bữa như vậy để cảm ơn thực sự là những cái gì mọi người đứng bên cạnh mình á, ủng hộ cho mình và support mình hết mình á, thì thực sự bao nhiêu buổi nhậu cũng không có suy nghĩ gì hết luôn. Và tính mình thì ham vui nữa cho nên là cứ có sắp xếp để mà có thật nhiều những buổi nhậu như thế này nhưng mà chưa có gì. Cho nên là ngày hôm nay sau rất là nhiều, phải nói là rất là lâu này, rất là nhiều những cái dự án mọi người support, đó là dự án Giọng Hát Việt Nhí, đúng không? Rồi đến Siêu Lòng vừa rồi ra mắt thì mọi người cũng đã ở bên cạnh Quỳnh Anh rất là nhiều và support hết mình. Đừng có làm rơi rớt đũa của chị như thế, Leo. Em cái gì thì em nói. Đi chơi không quạo nha. Với cả thật sự là những cái hôm lần gần đây nhất mà có vẻ say say á là cái hôm mà ở Phú Quốc. Say mà phải nói rằng là thật sự Quỳnh Anh mới nói rằng là chưa bao giờ showbiz có một cái ngày vui như thế. Và để mà có một cái đám cưới vui như thế chắc là không bao giờ nữa. Thật sự, bởi vì thực sự là có một cặp đôi mà được yêu mến này, xong rồi tập trung hết tất cả nghệ sĩ đông đủ ra một hòn đảo để mà quẩy tưng bừng. Riêng em là rớt xuống hồ 2 lần. Con em nhớ chị nhiều hơn mà. Hai lần
là đủ chết rồi em. Hai lần là đủ thiệt hại rồi. Mà về vẫn thấy vui. Tức là rất là mong làm sao mà có một ngày mà ai cũng nói với nhau là kể cả single ở đây nữa cũng không thể nào mà tập trung được từng đấy tài năng của nước Việt Nam ra một hòn đảo vui như thế, đi 3-4 cái máy bay. Đám cưới gì béo? Em lại bậy rồi. Nhưng mà chị uống ghê nha, có chị phát biểu dài quá. Bây giờ nói sao nhở? Không thì mời mọi người đến giờ rồi, bây giờ mới là cái lúc mà mình chúc bầu tâm sự rượu vào lời ra chứ em. Chị không phải bận nhậu. Chị em đứng thì chị nhịn đúng không? Chị đứng không nhịn. Đúng rồi, tại vì chị đứng không mừng. Hôm nay là có Trang là cái người duy nhất mà của anh rủ đến để gặp gỡ với mọi người. Và thực sự là nói thật là cái dự án siêu lòng vừa rồi á ra mắt mọi người thì phải nói là nó thành công hơn cả cái sự mong đợi của chính bản thân mình nữa. Bởi vì bản thân của anh bao nhiêu năm nay á khi quay trở lại, không nói đúng hơn là khi quay trở lại với nghề á, được tất cả mọi người thương, mới cách đây chỉ có hơn một năm thôi, làm việc rất là nhiều, phải nói là rất là chăm chỉ, nói một cái câu dân gian là đi cày luôn á. Nhưng mà thấy được rằng là mình đi từng bước như vậy nó hay hơn là ví dụ như mình không phải là cái người có tham vọng, mình không phải là cái người mà bằng mọi cách là phải đấu đá hay là bon chen gì với ai hết. Mình chỉ có bằng cái sự chân thành của mình làm nghề. Khi mà quý anh nói đến cái sự chân thành thì sẽ có một vài người hiểu, có một vài người chưa tin lắm. Nhưng thực sự nếu như mà quý anh là một cái người tham vọng thì có lẽ là bây giờ cái những cái bước ngoặt trong sự nghiệp có thể nó sẽ khác. Nhưng mà dẫu sao thì cũng rất là trân trọng những cái gì đã trải qua, kể cả những khi mình dừng lại mình không hát nữa. Và đến bây giờ là mình quay trở lại mới hơn một năm thì thực sự là những cái gì mình đã lao động á, mình đổi lại là ngày hôm nay được cái sự yêu thương này, công việc ổn định hơn và có rất là nhiều những cái kế hoạch, thì mình cảm thấy là từng bước đi của mình nó rất là vững chãi. Nó không cần phải quá ồn ào gì hết, nhưng mà đó là những cái bước đi thật sự nghiêm túc và những cái bước đi mà mình cảm thấy rằng là mình hài lòng với những gì mình đã làm, bởi vì nó không có bất kỳ một cái yếu tố tiêu cực nào trong đấy cả. Quánh chưa từng làm nghề với một cái thái độ gì mà như người ta hay gọi là phải dùng chiêu trò, bởi thực sự Quánh không có giỏi trong chuyện đấy và không biết làm luôn. Cho nên là mình cứ chân thành thôi. Thì Quánh nghĩ rằng là những người khán giả của mình, những người anh chị em trong truyền thông báo chí cũng sẽ hiểu được là mình đi rất từ từ, nhưng mà cái bước nào đâu, chắc cái bước đó không có gì phải vội vàng hết. Còn em Trang á, thì tại sao ngày hôm nay Quánh mời đến? Là bởi vì trong cái dự án siêu lòng rất thành công thì có sự góp công của em Trang. Và phải nói là em là một người hết sức là dễ thương, hết sức là nhiệt tình với dự án này. Nhiệt tình hơn những cái gì mà thỏa thuận ban đầu, đúng không? Ban đầu bảo đi quay clip thì em cũng không nghĩ là em phải quay lâu thế. Em không nghĩ là em phải xuất hiện nhiều như thế. Có mặt vui chút xíu thôi, đi lướt qua thôi. Nhưng mà cảnh nào chị cũng bắt em vô hết. Tức là cảnh nào có chị, ý là cảnh nào có chị là cảnh đó có em, tức là đáng lẽ em chỉ quay có 2-3 tiếng thì chị bắt em 20-25 tiếng thì cũng không có gì đâu, không sao hết. Nhưng mà em vui không? Em vui chứ, em quay với chị em phải vui chứ, còn không vui thì đâu, không có mặt ở đây đâu. Không, mọi người ơi. Tức là nếu như mà làm việc mà không vui thì ngày hôm nay mời đến cả là cũng trốn luôn rồi. Mà đã không vậy là còn mời thêm một cái bạn nhảy nữa mà cùng đời Trang là ít khi nhảy, đúng không? Dạ đúng rồi, em chưa bao giờ nhảy sexy dance hết, nhưng mà chị dám mời thì em dám nhảy. Em có dám nhảy lại không? Nhảy đi rồi. Em nhảy không mọi người? Nhảy lại đúng không? Đúng rồi. Chả ai vỗ tay cả nên là Trang sẽ không nhảy đâu. Thôi thì bây giờ thì trước khi mà đến cái phần nhảy kinh thiên động địa này á, thì vẫn là câu cũ, Quánh cảm ơn tất cả sự ủng hộ, đồng hành của tất cả các anh chị em báo chí trong thời điểm cuối năm rất là bận rộn, nhưng mà dành thời gian cho Quánh anh để ngày hôm nay mình ở đây với nhau. Và chắc chắn là hôm nay sẽ phải có thật nhiều kỷ niệm với nhau, để mà lâu rồi đúng không? Có một cái bữa rất là hiếm có như vậy thì mình phải quên hết mình. Và cảm ơn mọi người, hy vọng mọi người sẽ vẫn cứ đồng hành, vẫn cứ ở bên cạnh Quỳnh Anh để bảo vệ Quỳnh Anh trong những dự án sắp tới nữa. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và sau đây là màn nhảy động trời của em Trang. Công bằng. Chị nói thật là bây giờ chị
mặt đỏ rồi, cũng không còn tỉnh táo nữa, nhưng mà động tác quen luôn rồi, nhưng mà mình có nhiều mình xài nhiều.